nghe này. Nhìn lại những từ miền chi tiết đồng ngày xưa. Đấy, video cũ tôi còn gửi tới cho quý vị và các bạn chiếc tủ chùa đây quý vị ạ. 55 triệu chiếc tủ chùa đây, này. Nhìn này, khóa này. Khóa ngày trước này. Khóa đồng này đúng không? Khóa ngày xưa đây, đúng không? Khác với khóa bây giờ đây nhé. Đấy, nhìn được cái chi tiết này này, đây cái bản này cũ này. Đấy, đây. Còn bây giờ là nó đồ mới nhá. Ở với gia đình cái tủ này là có cụ giờ ngồi kia là mấy chục năm rồi, 40-50 năm rồi. Nhưng mà đợt này cũng muốn thay đổi một chút không gian để giới thiệu giao lưu cùng với anh em. Bán đồ cũ thì sắm đồ mới đó. Nếu anh em nào đủ duyên thì chúng ta giao lưu. Rồi, ok anh. Tiếp, anh Hiệp có muốn giới thiệu với cả quý vị và bà con sản phẩm gì nữa không? Còn rất nhiều. Bên này đây. Đây là một đôi lọ của mình nhỉ? À quên, một đôi lọ chóe này. Đây là chóe tàu à? Chóe giả cổ. Đợt này ấy, đợt này giả Trung Hoa Quốc. Đợt này hợp tác xã rất nhiều sản phẩm gốm và gỗ. Cái cặp này giới thiệu với anh em là 5 triệu. Đồ Việt Nam giả một gỗ. Cặp 2 triệu rưỡi một cái lọ này. 5 triệu một cặp. Đây đo cho anh em này. Cao là 64. Rộng là hoành cái này là 90 này. Cao 64 hoành 90. Một đôi là 5 triệu. Một đôi đấy nhá. Đấy bên này có một chiếc nữa này. À, lọ không thôi nhá, không có đôn nhá quý vị nhá. Đôn thì có mấy trăm ngàn một chiếc thôi. Vâng. Anh em kết thì lấy cả đôn nhưng mà. Đấy. Rồi ok, cảm ơn anh Hiệp, tiếp ạ. Tủ này là tủ gì anh? Đây là tủ trang trí đựng đồ đây anh em ạ. Quay bên trong và bên ngoài cho anh em ngắm thật kỹ rồi. Hôm nay sẽ mở hết để cho anh em ngắm dần hiện đây. Hôm nay coi như là lộ hết. Để anh em bởi vì nó mua tủ này nó ở xa. Mặt trước và mặt sau anh em. Hôm nay sao tiết kiệm điện này, bật hết lên sáng sủa đi con này. Rồi đó. Anh em ngắm bên trong và bên ngoài thật kỹ rồi. Vâng. Tủ này thì làm bằng chất liệu gì hả anh? Bằng gỗ ta. Cũng là gỗ gụ ta. Tủ này gọi là tủ trang trí đúng không anh? Cái này thì... sản phẩm này là đều là sản phẩm của gia đình này. Tôi nó cũng có thời gian rồi. Hay sưu tầm đồ cũ nhiều, chơi giết nhau với anh em rồi. Nhưng mà cũng muốn giao lưu và trao đổi với anh em. Tủ này thì bao nhiêu tiền anh? Tủ này giới thiệu với anh em là bằng 25 triệu. 25 triệu. 25 triệu cho anh em. Đó. Các bà anh em có thể về bày đồ đĩa cổ rồi trang trí các thứ vào đây tùy theo ý của anh em. 25 triệu. Okay. 25 triệu. Bức bình phong này. Bức bình phong này giới thiệu với anh em là 25 triệu. Cũng 25 triệu. 25 triệu. Nó là tích gì đây? Đây là phúc lộc thọ đấy. À. Vâng, đúng là phúc lộc. Cao là 198. Rộng là 168. Nó bằng gỗ gì đây? Đây bằng gỗ vụ. Nhưng mà anh em phun cái màu gỗ hương để cho nó sáng một chút. Đây này. Phun màu nha, còn gỗ là gỗ vụ nguyên bản. Vâng. Bước này là phải 4 anh em khênh mới được này. Lặng lắm. Ok anh. Đây là một đôi nọ rồng trầu này. Đôi nọ cổ đây này anh em này. 2 triệu rưỡi một lọ. 2 triệu. 2 triệu rưỡi. Một đôi này là 5 triệu. Một đôi là 5 triệu. Vâng. Có đo cho anh em chút nhé. Vâng. Đo chiều cao đôi là 5 triệu này. Bằng 55 cm. Hoành chỗ này cũng được vào khoảng 93. Đôi này là 5 triệu. Một đôi, đây này, bên này có một chiếc nữa này. Đấy, quay cho quý vị, quý vị bảo là thấy một đôi đâu mà một đôi. Đây, bên này một chiếc nữa. Một đôi này là 5 triệu nhá. Thì quý vị và các bạn có muốn thì gọi điện cho anh Hiệp 0399903128 đấy. Đây là cái gì anh? Đây là một cái đỉnh.
đỉnh này nói thật mấy anh em nó vào khoảng 40-50 năm rồi. Gốm xưa này. Này này báo anh em là bằng 7 triệu rưỡi. Vâng. 7 triệu rưỡi đỉnh xưa. Đo chiều cao anh em một chút nhé. Vâng. Đây chiều cao là được 50. Vâng. Hoành chỗ này anh em hoành chỗ to nhất anh em nhé. Hoành chỗ to nhất chỗ này là được 95 cm. Này báo anh em 7 triệu rưỡi. Đây là một viên đá thạch anh hồng. Đá Brazil. Viên này là nhập khẩu nhé. Đá nhập khẩu Ấn Độ. Cái này để trang trí nơi sân vườn. Làm nghệ thuật xếp đặt. Rất là đẹp. Cái này báo với anh em là nó nặng là trên 40 cân. Giá của nó là 50 triệu. Bàn thờ này đẹp quá anh. Làm bằng gỗ gì đấy anh Hiệp? Bằng gỗ vụ đấy. Anh em nào cần tư vấn về đồ thờ và tất cả liên quan đến sập thờ thì anh em cũng có thể điện cho Trần Hiệp. Và Trần Hiệp sẽ tư vấn và sẽ phối hợp cùng với anh em để chúng ta sẽ chọn cho mình những sản phẩm như ý. Có thể là hoành tráng hơn nữa rất nhiều. Và như thế này cũng có. Đẹp nhỉ. Thì em nhìn thấy cái chân bàn thờ này đẹp. Tức là hợp tác xã cũng có thể là nhận tư vấn tất. Nhận tư vấn để tham mưu chuyển giao cho anh em hết. Và cũng có thể là nhận đặt hàng được. Nhận đặt hàng với anh em. Rồi ok anh. Rồi ok anh. Tiếp ạ. Đây giới thiệu với anh em đây là một sản phẩm gỗ vụ ta thôi nhé. Vâng. Đây là một cái sập cổ cũ. Mình có hỏi các bác ấy bảo là kỳ nhà bác ấy là được trên 40 năm rồi. Còn bác ấy mua lại của những gia đình người khác. Mua từ năm 1980. Thì 1980 mà năm nay là 2001 là 41 năm. 41 năm mà lại còn ở nhà người ta nữa thì mình cũng không nói lâu nhưng mà cũng phải cỡ độ 50 năm. Vâng. Sập này thì đây, anh em nhìn cái nét đục của nó có đẹp. Đẹp, chúng phải quay thật tinh vào. Này, chi tiết. Chân nó như thế này. Đấy là cái sập. Cái sập này mà bán, cái sập này thì bao nhiêu tiền anh? Cái sập này của nó là 1m6, 2m nhé. 1m6, 2m đây, chú quay cái mặt trên này kìa. Đây là đồ vẫn nguyên bản. Ở hợp tác xã chúng tôi chỉ đánh xi sát thôi. Không có những đồ chúng tôi sẽ không đánh thuốc bởi vì... Đây này, quay bên này. Đấy, được mặt kìa. Đẹp lắm. Nó làm bằng chất liệu gì anh? Bằng gỗ ta. Gỗ vụ ta. Sập giá này thì là bao nhiêu tiền? Giá này là bằng 70 triệu. 70 triệu riêng cái sập? Riêng sập 70 triệu. Thế còn cái bộ, cái tủ chè này? Nếu nói về cái tủ này thì... Thực ra nếu mà anh em nó phải hiểu biết và anh em nó phải tìm hiểu sâu một chút về cái tủ chè cánh cong này kia. Và trên thị trường này anh em mình đang có xu hướng là... Giới trẻ đang xu hướng là chơi theo cánh khảm và tủ phẳng. Vâng. Nhưng phải nói là cái tủ này phải nói là một cái tủ nó vô cùng là đẳng cấp. Trần Hiệp có thể tháo giày lên để cho anh em một chút để rồi. Đây anh em này. Chú biết này. Đây. Giày lắm. Đây, nguyên bản. Vâng. Bằng gỗ cụ ta đây, chú lên cái mặt này, chú quay này. Đại đa số những cái tủ mà cánh cong ngày xưa đây là nó thường hay bị nõm chỗ này. Vâng. Do gỗ nó mỏng. Nhưng cái tủ này thì phải nói là một trong những cái sản phẩm rất là đẹp. Mà đẹp phải nói là vô cùng nhé. Nhưng không muốn nói đây, mặt anh em nhìn đây. Và bên trong và bên ngoài đây. Bây giờ chú ơi. Chú xem bên trong. Đấy, những sản phẩm này nhìn này. Neo của nó đục ngày xưa này. Đây, anh em nhìn này.
Bên này tôi chỉ có đồ chơi thôi. Đấy, toàn những cái đồ đó. Chú quay bên trong này. Quay chặt bên trong cho anh em ngắm bên sâu bên trong vào. Bật đèn sáng lên cho anh em một chút. Hơi tối cho nên. Nhưng mà nhìn zin lắm. Đẹp lắm. Không có một cái gì lỗi lầm ở bên trong hết. Bên này đây này. Ngoài đẹp trong cũng đẹp. Bên này thì cho anh em đó, bởi vì nó là đồ chơi đồ quý hiếm mà. Đây, nhìn bên này. Như cái tủ này mà bán ra ngoài cho bà con thì bao nhiêu tiền anh? Thường một cái tủ chè đẹp ở trên thị trường bây giờ mà anh em đi mua ra ngoài nó chỉ tầm vào khoảng độ tủ bây giờ khoảng 20-30 triệu thôi. Đấy, nhưng mà giới thiệu với anh em là cái tủ này mà anh em nào mà thiết thì liên hệ trực tiếp với Trần Hiệp. À. Và Trần Hiệp báo thẳng với anh em là phải nói là một cái tủ cực kỳ VIP, giá khó là bằng 65 triệu. Riêng cái tủ này, riêng cái tủ 65 triệu. Không cả đấy nhá. Đây vẫn cánh ngày xưa này. Anh em nhìn cái vân này. Đây, quay họa tiết cho quý vị xem. Đây, không cái đường nét cái đục này, anh em nhìn này. Nhiều ông là hay soi những cái này kỹ lắm, lỗi liếc các thứ, như đây không lỗi lầm một cái gì. 65 triệu nhá, quý vị và các bạn, alo anh Hiệp. Bên trong này giới thiệu với anh em đây nha, còn một cái đồ nữa này. Đây là một cái hòm mà gọi là cháp rồng. Cháp rồng. Cháp rồng ngày xưa là được nhà vua ban cháp rồng là để sắc phong đấy, những cái sắc phong của nhà vua đấy. Ừ. Trong này để gia phả ngày xưa đây này. Gọi là giấu kín ở trong này đấy nhỉ. Giấu kín cháp rồng đấy. Vẫn sơn son này, ngày xưa vẫn nguyên bản này. Thiếp vàng. Cháp rồng. Rồi quá phê luôn ông Hiệp ơi. 65 triệu ngọt như đĩa lùi. Hàng VIP đây anh em đây. Đây cháp rồng đấy nhá.